Rồi ăn mít đi. Khoai ăn mít. Ăn nước. Khoai ăn mít lắm cô chú. Ăn ngâm nước. Hả? Lạnh. Lạnh hả? Ngon ngon ngon. Ngon con? Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Con đút cho mẹ ăn miếng coi. Dạ. Giỏi không? Nhom nhom. Ngon quá. Ngon ngon. Chai miếng. Muốn chai miếng. Ủa cho ba miếng hả? Hay là Daddy? Yeah. Hà ăn miếng đây nè. Oh, thank you. Mango. No, it's not mango. Ba cho nói, ba cho nói cái này là xoài hả? Thank you. Ôi bỏ nè. Ừ, ba bỏ, ba kỳ quá. Ngon vậy bỏ hả con ha? Bởi vậy không biết gì về 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 ẩm thực. Ờ, kỳ quá. Ừ. Ba kỳ quá. Yeah, I only had a little bit. I didn't have all of it. Is that why she's mad? Ừ. Con mô Phật làm sao? Ăn mô Phật. Mô Phật đi. Đúng rồi. Cool. We get the sweet. Cool, lạnh. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. Chay, ghi ghi đâu? Nè, nè, nè. Nè, ghi nè nè. Baby, hold this. Okay, recall me. Mọi người thấy cái áo Ngọc đang mặc không? Đây là cái hình của cái đầu lâu. Look at my shirt. Tự nhiên Ngọc đang đứng vậy nè. Chay, mẹ mẹ mẹ. Ghi 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 ghi. Ngọc nhìn Ngọc đủ ghi ghi đâu. Không ghê ghê đâu, nó chạy lại. Nè 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 ghê ghê nè. Ghê ghê con ghê ghê. Ghê ghê đâu. Ghê ghê. Ghê ghê. Ghê ghê nè. Rồi. Ghê ghê. Nó chỉ là hết hồn chứ tưởng nữa. Tưởng cái ghê ghê đâu đứng sau lưng mình. Mẹ mẹ ghê 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 ghê. Nè 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 ghê ghê nè. Em bé ngủ rồi hả? Có gì vậy mẹ? Hả? Có gì vậy? Không phải. Did you show everybody your Valentine's Day present? Ba đi dục rác. Rồi uống này nha. Chị ơi. Hả? Rồi để mẹ đổ 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 ra cho chị uống nha. Bây giờ là mình sẽ gấp mấy miếng chua chua cây này nha. Hết rồi hả? Ủa hết rồi con bấm mấy cái đi thầy. Uống giỏi rồi con chú coi. Nó chua chua ngọt ngọt ha. Uống nhiều uống nước tăng lịch vậy. Ý trời đổ rồi. Uống giống uống nước tăng lịch vậy đây. Nữa hả? Rồi để mẹ ra mẹ lấy cho uống nữa. Ngọc có mua cho chay cái xăm mà của cho dành cho con nít uống nè mọi người. Xăm 6 tuổi nè. Ngọc hỏi cái cô bán thì cô bán nói chay có thể uống được rồi. Trong đây có 30 bịch như vậy mà uống thì hơi cay cay. Nên là Ngọc sẽ trộn vô với cái này cho nó dễ uống. Tại vì hả cái này nó ngọt lắm. Nên cố gắng cho nó uống thử coi sao. Đây, rồi trộn vô rồi đó. Nè nè, vô. Đây. Trời ơi, bây giờ nó nói nó không muốn nữa. Sao tôi nó cứ tôi muốn giọng nó dễ sợ. Wow, sao tốt quá vậy? Đây, vô. Nó kêu mẹ. Chú ăn mẹ. Hả? Dừng. Mẹ. Mẹ. Mẹ chào con. Trời ơi trời. Chua, chua quá mẹ. Chua mẹ. Chua không? Chua. Ngon mà. Ngon mẹ. Hả? Chua mẹ. Không, ngon mà. Uống nước mẹ. Uống nước hả? Uống nước nè. Rồi uống miếng nữa đi. Hả mẹ nè. Trời ơi con muốn ai uống chay.
Rồi bây giờ con đưa mẹ uống luôn, cho mẹ uống cái này mẹ cũng mệt mỏi lắm chứ phải giỡn đâu, chay mẹ rồi mẹ khỏe rồi mẹ không cần uống sâm. Nè chay rác hút một mấy miếng nữa cho mẹ đi. Nè khổ chay nè, quá khổ rồi chay. Cho mẹ. Mẹ thầm mẹ có sữa đây. Ba sẽ thiểu đây. Ba cho sữa đây. Ê nó nghe này, cái này uống ngon chứ đâu có gì không ngon đâu trời. Trời ơi. Cái gì gọi thoại ai vậy? Gọi ai vậy? Cái đó miếng thịt mà. Alo. Sao? Bán cho chay ký thịt bò. Ok. Rồi ok. Rồi. Ủa nó nghe nè, nó không uống nữa, Ngọc ơi uống hết cái nó dễ uống lắm mà sao nó xạo vậy? Con này xạo rồi. Con này là hôm bữa hôm kia nó uống bịch rồi, vậy là nãy nó uống hai kia rồi nó ngán rồi đó. It's for you. Gọi nó nghe nè, ba đi làm gì? Where are we going? À, lại chơi đó, lại chơi đồ hàng với nó đó. Đó. Có nghe nè, bán cho tôi dĩa cơm sườn. Bán cho tôi dĩa cơm sườn. Nó cái đồ này là bữa cô đi về Việt Nam, cô kia mua cho nó rồi đem qua tới đây cho nó chơi luôn á. Cảm ơn à, Ngọc quên nữa. Ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. À, bây giờ Ngọc mới phát hiện ra là trên Instagram á, những bạn fan club của Sài Gòn đó. Trời, đưa cái mỏ nó vô kìa. Muốn ăn hả? Ừ, muốn ăn đi. Những bạn fan club của Sài Gòn có lập ra trên Instagram một cái tài khoản là Hoya Family Fan Club. Thì mọi người nào mà muốn theo dõi cái Instagram đó thì mọi người có thể follow. You okay? Người trong đây thêm đồ chơi ra. Với lại bạn nào đang là người chủ của cái tài khoản Hoya Family Fan Club á, nhắn cho Ngọc cái tin nha. Hy vọng là bạn đó có thể xem được cái video này và nghe được cái lời nhắn nhủ của Ngọc, cũng như là gửi lời thay lời muốn nói. Nhắn cho Ngọc cái tin để có gì Ngọc có thể mình nói chuyện chút. Để tại vì khi mà các mình lập ra một cái Instagram Hoya Family Fan Club á, mình phải keep up, mình phải đăng hình lên rồi mình phải ấy lên. Nếu mà mình đã làm. Con nói mẹ. Oh yeah. Gì con? Nấu mẹ. Nấu nướng. Nên là bạn nhắn cho Ngọc cái tin nha, gửi cho Ngọc nhẹ cái tin nha. Nấu chi nữa chay? Nấu thịt hả? Ừ. Cô chú. Bye baby. Bye bye. Giỏi quá. Có hôn mẹ không? Có hôn mẹ không? Hôn ba rồi có hôn mẹ không? Hôn ba có hôn mẹ chứ. I love you. I love you, Jane. Bye bye ba chưa? Bye bye. I'll be back in a couple hours. Bye bye ba đi. Bye bye. Say daddy have a good workout. Workout. Okay, thank you. Bye, high five. Wow. All right. Ba mẹ ơi. Ba dạy mẹ. Hả? Ba cho mẹ. Ba đi tập thể dục. Trời ơi, tiêu đường muối rồi. Bữa nay bắt đầu là thích chơi đồ hàng này nè. Phát hiện ra được là bây giờ thích chơi đồ hàng rồi nè. Bày ra cái bàn này để chơi nè. Đó. Cũng tội. Mẹ mà bận làm công việc ra đứng chơi mình. Hi. Ngọc mà bận làm việc nấu ăn nấu nướng dọn dẹp nhà cửa hay làm video hay là học bài là chỉ đứng chơi chơi con mình hơn chứ là ăn như thiệt không ăn cái mỏ như thiệt. Đúng diễn luôn rồi, mong mốt chơi làm diễn viên là đúng. Cái gì vậy? Yeah. Hồi nãy con nói cô chú, hồi nãy cô Sơn Môn thì sao? Hả? Hồi nãy con tự lấy đồ. Chả. Ừ. Thôi, anh nấu cho mẹ bữa ăn đi chứ mẹ đau bụng quá nè. Nấu cho mẹ. Ôi trời đất ơi, nó sốc chảo luôn. Sốc chảo luôn cô chú ơi. Mẹ. Cái gì? Mẹ. Trời
trời ơi, nhảy leo lên tới bàn để lấy cái đồ chiên luôn. Nóng quá nè, trời ơi, nó sợ bả xạo dễ sợ, bả còn nói nóng quá nữa chứ. Trời ơi, diễn như thiệt cái mà. Rồi, có đồ nghề nè, để hết chỗ này tới chỗ kia. Quá dữ luôn, thấy không con, ta sắp đồ nghề ra sao, con sắp rồi. Thôi, để bữa nào mẹ rảnh cái mẹ chở mua cho chơi thêm đồ nghề để nấu ăn nha chưa? Ok. Ok hả? Chứ thấy là khoái nấu ăn rồi đó. Trời ơi, nấu chưa quá tàn. Té rồi, ừ. Nó nghe cho mẹ ăn biết rồi, mà ngồi mày đói bụng quá, mày chờ đói bụng quá. Lâu quá à. Ok mẹ. Ok mẹ, ừ. Lẹ lẹ đi, đói quá. Bao lâu nữa? Nắp đâu, ai biết? Nắp đâu, ai biết? Ừ, nè. Rồi, để nắp lại, đúng rồi. Lẹ đi nghe, đói bụng quá rồi. Ôi da, đói bụng quá, lẹ lẹ cho tôi đi. Rồi còn bấm nút nữa, ừ. Trời ơi, sao biết hay vậy trời. Chứ coi iPad nè. Trời ơi, nó bấm muốn lật cái nồi luôn vậy. Bấm nhẹ thôi. Đúng rồi. Một. Ở 21 mẹ. 21, ừ, 21, chờ 21 đó, ừ. Lất kỳ chào cô chú chưa kìa, ừ. Kêu Lất kỳ chạy lại chào cô chú coi. À, lấy ghế ngồi hả? À, lấy ghế ngồi nấu ăn. Nấu ăn còn là biếng nữa bà. Nấu ăn tao phải đứng dài ngồi. Trời ơi, cô đừng ngồi đợi đồ ăn chín coi được không? Hả? 2 1 2 bấm 1. Xong chưa, đói bụng quá. Ui da, đói bụng quá. Lẹ lên, đổ ra chén cho mẹ ăn, lẹ lên. Đổ ra chén cho mẹ ăn, lẹ lên. Rồi, chín rồi, bỏ chén. Rồi, đem tới đưa cho mẹ. Để cái muỗng nữa. Muỗng đây nè. Đem tới đưa cho mẹ. Đem tới đưa cho mẹ ăn, lẹ lên. Gì nấu nữa hả? Chưa chín hả? Chưa chín rồi, nấu đi. Thôi, giờ còn đợi con nấu là hết giờ, hết ngày luôn hả chay? Bây giờ mẹ phải làm tiếp tục công việc rồi. À, con muốn ăn, thì nấu đi. Thì thôi, bây giờ xin... Muốn ăn. Mẹ đang ngồi đây. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của Jay Sky Hoyer. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky Hoyer nghe cô chú. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. I love you. I love you. Đúng rồi, coi chừng té ghế đó.